Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi quá trưa. Lúc này ở đây là 3:15. Hôm nay tôi không có ý định là đạp xe đi dạo phố. Ở nhà rảnh rỗi thì tôi rèn luyện môn tiếng Trung tiếng Trung âm quan thoại. Để học tiếng Trung thì tôi soạn các cái đề tài. Đề tài là những câu ngắn tập trung vào một cái chủ đề nào đó. Sau khi đã có cái bài viết rồi thì tôi sẽ đọc và nhờ Google Translate nó dịch ra tiếng Trung và tôi sẽ phân tích câu tiếng Trung để học thêm những từ mới. Dĩ nhiên tôi sẽ thực hiện bốn kỹ năng là nghe nghe đọc, rồi dùng mắt để đọc chữ, dùng miệng để phát âm và dùng tai để viết chữ. Học môn ngoại ngữ chúng ta phải vận dụng đủ bốn kỹ năng như vậy, tức là nghe, đọc, nói và viết. Đây là Google Translate người bạn của tôi. Bắt đầu. Câu chuyện là đón Tết ở Việt Nam. Tại Việt Nam xin chúc Xuân Chế. Tôi sẽ viết câu này. Tại ở Việt Nam là Việt Nam. Xin chúc là khánh chúc á, tức là ăn mừng nhé. Xin chúc Xuân Chế là tiết xuân, tức là ngày xuân. Nghe lại. Tại Việt Nam xin chúc Xuân Chế. Năm nay anh có về Việt Nam đón Tết không? Jin nian ni hui hui Yue Nan xin chúc Xuân Chế ma? À, năm nay là jin nian. Ni hui hui, ni là anh. Hui là có muốn, hui là về. Việt Nam là Việt Nam, Việt Nam là Việt Nam. Xin chúc là khánh chúc, tức là ăn mừng. Xuân chế ma là dấu hỏi. Chính nể nỉ hơi khuấy Việt Nam xin chúc Xuân chế ma? Nghe lại. Jin nian ni hui hui Yue Nan xin chúc Xuân Chế ma? Tiếp. Năm nay là Tết con rồng phải không? Jin nian shi long nian ba. Jin nian shi long nian ba. Jin nian là năm nay. Sư là phải, luận là con rồng,
Lũng niên là cái năm con rồng. Ba. Chính niên sư lũng niên ba. Nghe lại. Chính niên sư lũng niên ba. Tiếp. Năm nay gia đình tôi. Sorry. Năm nào gia đình tôi cũng về Việt Nam đón Tết. Mỗi năm, 我的家人 đều 会回到越南庆祝春节. Mỗi năm, 我的家人 đều 会回到越南庆祝春节. Mỗi năm, tức là năm nào, mỗi năm á. 我的家庭 là gia đình của tôi. 我的家庭 家人 都 cũng 会 回 回到 越南 新住 Xuân Chế. Xuân Chế là tuyết xuân, tức là Tết. Nghe lại câu này. Mỗi năm, 我的家人 đều 会回到越南庆祝春节. Mỗi năm, 我的家人 đều 会回到越南庆祝春节. Tiếp. Tết ở nước Mỹ có vui không? 美国春节好玩吗? Mỹ có là nước Mỹ. Xuân chế là mùa xuân, là Tết. Hào hoàn rất là chơi có vui không? Mắt. Mỹ có xuân chế hào hoàn mắt. Mỹ có xuân chế hào hoàn mắt. Tết ở nước Mỹ diễn ra cũng bình thường như mọi ngày. Tại Mỹ có xuân chế và chí tha rư zi yi yang zheng chang. Tại Mỹ có xuân chế và chí tha rư zi yi yang chân chẳng. Tại Mỹ có, tức là ở nước Mỹ. Tại Mỹ có xuân chế, tức là Tết, tiết xuân, hở và chí tha rư zi, tức là các cái ngày thường, yi yang chân chẳng, tức là bình thường. Di an chân chẳng. Nghe lại. Tại Mỹ có xuân chế và chí tha rư zi yi yang zheng chang. Tại Mỹ có xuân chế và chí tha rư zi yi yang zheng chang. Ngày Tết ai cũng ăn mặc quần áo mới. 春节大家都穿上了新衣服. Xuân chế, 大家都穿上新衣服. Xuân là mùa xuân, chế là tiết. Xuân tiết tức là Tết. Mình thì nói lật ngược lại là tiết xuân. Ta chia, ta chia là đại gia, tức là mọi người. Tu xoan, xoan là mặt. Tu xoan là cũng mặt. Tu xoan sang là xin y phủ. Xin là tân, y phủ là y phục. Tân y phục tức là quần áo mới.
nghe đọc. 春节大家都穿上了新衣服。春节大家都穿上了新衣服。 Tiếp. Ngày đầu năm mọi người đến thăm nhau và chúc Tết. 人们互相拜年。 Ta nén chú ý, tức là mùng 1 năm mới. Ta nén chú ý, mùng 1 Tết đó. Rảnh mẫn là mọi người u xiang hổ tương. Bài niên tức là bái niên, tức là chúc Tết đó. Bài niên, bài niên. Nghe. Đa niên chú y, rảnh mẫn hù xiang bài niên, bài niên. Ta nén chú ý, rấn mẫn vũ xiang, bài nén, bài nén. Mùa xuân hoa mai vàng nở rộ. Chun thiên, hoàng xinh hoa sơn khai. Chun thiên. Quảng sinh hoa sân khai. Xuân thiên là ngày xuân. Xuân là Tết. Xuân thiên, xuân là mùa xuân. Xuân thiên là ngày Tết, mùa xuân. Quảng sinh hoa là hoa mai. Mừng khai tức là nở rộ. Nghe lại. Xuân thiên, hoàng xinh hoa sơn khai. Xuân thiên, hoàng xinh hoa sơn khai. Tiếp. Tết đến, người ta thích đốt pháo. Qua nén de shi hou, ren men xi huan fang bian pao. Qua nén tức là qua Tết đó, qua năm. De shi hou. Shi hou. Qua nén de shi hou. Ren men là người dân, mọi người, người ta. À. Xì hoan, xì hoan là hỷ quan. Chúng ta thì nói ngược lại, quan hỷ. Tiếng qua với tiếng Việt là lật qua lật lại. Hỷ quan tức là chúng ta quan hỷ. Hoan bên pháo tức là đốt pháo. Hoan bên pháo, pháo có bộ quả. Kế bên là chữ bao. Nghe đọc lại. Qua nén de shi hou, ren men xi huan fang bian pao. Tiếp. Trên đường có nhiều đoàn múa lân. Lu shang you hen duo wu shi dui. Lu shang yǒu hěn duō wǔ shì duì. Lù là lộ, shàng là thượng. Lộ thượng tức là trên đường. Lù shàng. Lù shàng nếu mà ta nói theo Hán Việt đó là lộ thượng. Còn nếu ta nói theo tiếng Nôm á là trên đường. Yǒu hěn duō. Yǒu hěn duō là có rất nhiều. Wǔ shì duì. Vũ. Vũ là vũ. Sư là con sư tử.
Wu Sư Tuy, tức là những đội múa sư tử, mình đưa nói là múa lân nhé. Nghe lại. Lu shang you hen duo wu shi dui. Người thân gặp nhau chúc năm mới mạnh giỏi. Qin qi men xiang ju, gong tong zhu yuan xin nian kuai le. Xin chu là thân thuộc, là người thân đấy. Xin chu mình xiang xiang chu gặp nhau. Gong tong zhu yuan xin nian kuai le. Nghe lại. Xin qi men xiang ju, gong tong zhu yuan xin nian kuai le. Xin qi men xiang ju, gong tong zhu yuan xin nian kuai le. Viết câu này. Xin chu là thân thuộc, tức là người thân. Xin chu mẫn người thân. Xiang chu gặp nhau. Cung thuận, cung thuận là cộng đồng, là chung. Chu yến chúc mừng. Xin nín khoai lược. Gặp nhau thì ưa nói năm mới mạnh giỏi. Nghe lại. Xin qi men xiang ju, gong tong zhu yuan xin nian kuai le. Xin qi men xiang ju, gong tong zhu yuan xin nian kuai le. Tôi thích hưởng cái Tết ở Việt Nam. Tôi thích ở Việt Nam qua Xuân Tiết. Tôi thích ở Việt Nam qua Xuân Tiết. Dưới câu này, tôi thích đó là hỷ quan. Lật ngược lại, tiếng Việt là quan hỷ. Sự hoan, của sự hoan, tại ở Việt Nam, Việt Nam, qua là qua, Xuân Tiết, Xuân Tiết, nghe lại. Tôi thích ở Việt Nam qua Xuân Tiết. Tôi thích ở Việt Nam qua Xuân Tiết. 我喜欢在越南过春节。 Tết là dịp để đoàn tụ gia đình. 春节是家庭团聚的日子。 春节是家庭团聚的日子。 春节 tức là xuân tiết á, chúng ta thì nói là tiết xuân, còn Hán Việt là xuân tiết. Sư gia thịnh là gia đình. Sư gia thịnh thoản chư đoàn tụ. The rư chữ rư là nhật, sự là tử, nhật tử tức là ngày. Nghe lại. Xuân tiết là gia đình đoàn tụ của ngày. Xuân tiết là gia đình đoàn tụ của ngày. Tiếp. Chúc bạn năm mới mạnh giỏi. Chúc bạn năm mới mạnh giỏi. Chúc bạn năm mới mạnh giỏi. Chúc bạn năm chiến sáng là kiên cường. Chu nị là chúc bạn. Chu nị xin tờ y niên, tức là năm mới. Xin tờ y niên chiến sáng, tức là kiên cường. Nghe lại.
祝你新的一年坚强。Đó là những câu mà chúng ta dùng để rèn luyện môn tiếng Trung. Tóm lại, chúng ta đã viết một bài tiểu luận, tiểu luận gồm khoảng 14 câu. Đón Tết ở Việt Nam. Tại Việt Nam xin chú xuân chế. Tại Việt Nam xin chú xuân chế. Tôi đọc bài tiểu luận này. Năm nay anh có về Việt Nam đón Tết không? Hôm nay anh có về Việt Nam xin chú xuân chế mà? Hôm nay anh có về Việt Nam xin chú xuân chế mà? Câu 2. Năm nay là Tết con rồng phải không? Hôm nay là lũng nền bạc. Chính nền sư lũng nền bạc. Ba, năm nào gia đình tôi cũng về Việt Nam đón Tết. Mì nền, wǒ de jiā rén dù huì huǐ dào yé nán xīng zhù xūn jiě. Mì nền, wǒ de jiā rén dù huì huǐ dào yé nán xīng zhù xūn jiě. Bốn, Tết ở nước Mỹ có vui không? Mì có xuân chế hảo hoàn mắt. Mì có xuân chế hảo hoàn mắt. Câu 5. Tết ở nước Mỹ diễn ra cũng bình thường như mọi ngày. Tại Mỹ có xuân chế hở xí tha rư chữ y yang chân chẳng. Tại Mỹ có xuân chế hở xí tha rư chữ y yang chân chẳng. 6. Ngày Tết ai cũng ăn mặc quần áo mới. Xuân chế ta chá tu son sang lợ xin y phủ. Xuân chế ta chá tu son sang lợ xin y phủ. Ngày đầu năm mọi người đến thăm nhau và chúc Tết. Ta nén chú y, rẫn mẫn vũ xiang bài nén, bài nén. Ta nén chú y, rẫn mẫn vũ xiang bài nén, bài nén. Mùa xuân hoa mai vàng nở rộ. Xuân thiên hoàng xin hoa mừng khai. Xuân thiên hoàng xin hoa mừng khai. Chính Tết đến người ta thích đốt pháo. Qua xin nén từ xứ hậu rẫn mẫn xỉ hoan phang bên hoa. Qua xin nén từ xứ hậu rẫn mẫn xỉ hoan phang bên hoa. Trên đường có nhiều đoàn múa lân. Lu sang dầu hình to vũ sư tuy. Vũ là vũ, sư là con sư tử, tuy là đội. Vũ sư tuy là đội lân. Lu sang dầu hình to vũ sư tuy. 11. Người thân gặp nhau chúc năm mới mạnh giỏi. Xin sủ mạnh sang chư cung thủng chu yến xuyên nén phai rơ. Xin sủ mệnh xiang xu cung thủng chu yến xuyên nén phai rơ. 12. Tôi thích hưởng cái Tết ở Việt Nam. Wo xì hoan zài yè nán gò xuân jie. Wo xì hoan zài yè nán gò xuân jie. Tết là dịp đoàn tụ gia đình. Xuân chế sư gia thỉnh thoảng chú tờ rư chữ.
春节是家庭团聚的日子。祝bạn năm mới mạnh giỏi. Chú nị xin tới y nén chen xiang. Chú nị xin tới y nén khoai lơ. Đó là cái bài tiểu luận tôi dùng để luyện môn tiếng Trung. Cách làm rất đơn giản. Trước hết thì tôi nghĩ ra câu chuyện ngắn. Câu chuyện ngắn tôi viết bằng tiếng Việt. Tiếng Việt, những câu tiếng Việt. Sau đó thì tôi dùng Google Translate cho dịch Vietnamese ra Chinese. Tôi nhập tiếng Việt không phải bằng bằng phím mà bằng giọng đọc. Tôi nhấn vào cái microphone rồi tôi đọc. Cố gắng đọc cho chính xác. Thì nó hiện ra câu tiếng Việt. Ta đọc câu tiếng Việt thấy không có sai thì lúc đó ta chấp nhận câu dịch tiếng Hoa. Khi ta có câu dịch tiếng Hoa, ta có thể nghe lại nhiều lần bằng cách ta thép vào cái vùng này. Có nghĩa là chúng ta có thể nghe được nhiều lần. Sau đó thì tôi sẽ luyện chữ Hoa. Tôi viết chữ Hoa dưới câu tiếng Việt. Bạn biết rằng chữ Hoa là những chữ tượng hình, nó không có âm. Đó. Khi chúng ta học được chữ Hoa thì ta có thể nói chuyện với 2-3 tỷ người bằng cách dùng chữ. Nó không giống như chữ Anh. Chữ Anh là chữ là tiếng. Còn chữ Hoa chữ là cái hình diễn nghĩa. Đó. Nó có thể đọc bất cứ âm nào, nhưng mà cái chữ thì nó cho cái nghĩa. Do đó người Hoa đó, cả một đất nước Trung Quốc rộng lớn đó, bạn đi đâu đó, bạn cũng thấy chữ Hoa. Mà hãy thấy chữ là hiểu nghĩa. Bạn không cần phải biết ở đó người ta nói tiếng như thế nào. Đó là cái đặc điểm của chữ hình vẽ tiếng Trung, tiếng Hoa. Chữ Hoa. Do đó khi học chữ Hoa, học tiếng Hoa, chúng ta phải học biết viết chữ. Đó là điều rất quan trọng. Đó là bài học buổi trưa. Lúc rảnh rỗi thì tôi kiếm chuyện làm và tự ghi hình để làm ra câu chuyện kể. Có chuyện kể là có niềm vui. Chào.